Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn tại Chấm TV. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để nhận video mới nhất nhé. Tiểu sử Lee Ji-ah. Lee Ji-ah tên khai sinh là Kim Sang Eun, cô sinh ngày 6 tháng 8 năm 1978 tại Seoul, Hàn Quốc. Sở hữu chiều cao 1m68, cân nặng 42kg và từng tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa tại trung tâm nghệ thuật Pasadena. Bối cảnh gia đình. Lee Ji-ah xuất thân từ một gia đình giàu có 3 chị em gái và một em trai. Cô là cháu gái của ông Kim Sun Hieung, cựu chủ sở hữu của một doanh nghiệp lụa và là hiệu trưởng của trường đại học Kyunggi, người đã hiến tặng một phần đất của mình cho trường trung học nghệ thuật Seoul. Gia sản của gia đình họ có thể sánh ngang với một tập đoàn hùng mạnh. Khi cô học lớp 6, gia đình cô di cư sang Mỹ và định cư trong 10 năm. Con đường sự nghiệp. Trong một chuyến thăm ngắn ngủi đến Hàn Quốc vào năm 2004, cô đã ra mắt làng giải trí bằng cách xuất hiện trong một quảng cáo trên truyền hình của LG Telecom với nam diễn viên Bae Jong Jun. Cô rời Mỹ và trở về Hàn Quốc vào đầu năm 2005 và đổi tên hợp pháp từ Kim Sang Eun thành Kim Ji-ah, lấy nghệ danh là Lee Ji-ah. Năm 2007, Lee Ji-ah bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong bộ phim truyền hình giả tưởng Thái Vương Tứ Thần Kỳ với Bae Jong Jun. Quá trình sản xuất với kinh phí lớn cùng chất lượng cao đã nhanh chóng đưa Lee Ji-ah trở thành một ngôi sao. Scandal chấn động, nữ thần nói dối bị vạch mặt, cùng nghi án thẩm mỹ bóp méo cả giọng nói. Sau thành công của Thái Vương Tứ Thần Kỳ, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với Beethoven Virus style và đặc biệt nhất là siêu phẩm hành động Attila. Cũng từ bộ phim này, cô lôi duyên cùng tài tử Jung Soo Bum, tạo thành cặp đôi phim giả tình thật tình đám. Sự nghiệp đang lên, lại có tình yêu đẹp, những tưởng Lee Ji-ah có tất cả cho đến khi loạt bê bối nói dối của nữ diễn viên bị bóc trần. Năm 2011, truyền thông Hàn Quốc đưa tin mỹ nhân Thái Vương Tứ Thần Kỳ kiện chồng cũ huyền thoại K-pop Seo Taiji, đòi anh chu cấp 500 triệu won và chia cho cô 5 tỷ won trong khối tài sản khổng lồ. Vụ việc gây xôn xao vì nam ca sĩ tuyên bố cả hai đã ly hôn từ năm 2006, vượt quá thời gian kiện tụng phân chia tài sản là 3 năm. Tuy nhiên, phía Lee Ji-ah cho biết cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp cho đến năm 2009 nên cô có quyền được khởi kiện. Đến lúc này dân tình mới ngã ngửa trước thông tin nữ diễn viên đã kết hôn, thậm chí chồng cũ của cô còn là huyền thoại của làng nhạc Hàn Quốc. Công ty quản lý của Seo Taiji và Lee Ji-ah đều tuyên bố họ không biết gì về đời tư của nghệ sĩ. Báo chí đã tiếp tục đào sâu về cuộc hôn nhân của hai ngôi sao đình đám và phát hiện ra cặp đôi đã bí mật kết hôn từ năm 1997. Cụ thể, Lee Ji-ah di cư sang Mỹ cùng gia đình và gặp gỡ Seo Taiji vào năm 1993. Đến năm 1996, nam ca sĩ chuyển đến Mỹ và hẹn hò cùng Lee Ji-ah. Một năm sau, cặp đôi đã kết hôn khi Lee Ji-ah 16 tuổi và Seo Taiji 25 tuổi. Sau đó, nam ca sĩ Hàn Quốc tiếp tục sự nghiệp, còn vợ thì vẫn ở lại Mỹ. Năm 2004, nữ diễn viên về Hàn Quốc và Seo Taiji đã sử dụng những mối quan hệ trong ngành để nâng đỡ sự nghiệp cho vợ, giúp cô có được vai chính trong Thái Vương Tứ Thần Kỳ. Thế nhưng sau đó, cặp đôi đã ly hôn và để đổ mọi chuyện qua vụ kiện tụng ồn ào. Về phần Jung Soo Bum, nguồn tin thân cận tiết lộ anh đã bị sốc nặng vì chưa từng biết về quá khứ của bạn gái. Nam tài tử vẫn còn yêu bạn gái rất nhiều nhưng vẫn quyết định chia tay do quá tổn thương. Đến nay đã 9 năm trôi qua nhưng anh vẫn chưa mở lòng và hẹn hò thêm một ai khác. Sau khi cuộc hôn nhân với Seo Taiji bị đưa ra ánh sáng, Lee Ji-ah đã phải tạm ngừng sự nghiệp trong một thời gian. Cô suy sụp một thời gian dài, giam mình trong nhà và từ chối tiếp xúc với mọi người, thậm chí cả người thân. Sau 2 năm, Lee Ji-ah quay trở lại làng giải trí với vai nữ chính trong bộ phim truyền hình 2 lần cưới. Tưởng chừng may mắn đã mỉm cười, thế nhưng Lee Ji-ah tiếp tục rơi vào nghi án phẫu thuật thẩm mỹ và tiếp tục làm giới truyền thông dậy sóng khi người xem một mực quả quyết gương mặt của cô đã có sự can thiệp của dao kéo, trong khi người đẹp lại phủ nhận. Tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ lan nhanh khi bộ phim 2 lần cưới phát sóng những tập đầu tiên. Người xem nhanh chóng nhận ra mắt và môi của cô nàng nhìn rất khác trước đây, và hiển nhiên điều này cũng khiến cho biểu đạt cảm xúc trên gương mặt cũng thay đổi, bao gồm cả việc phát âm. Nhưng công ty đại diện của Lee Ji-ah ra sức phủ nhận thông tin này. Lee Ji-ah hoàn toàn không đụng đến dao kéo. Lý do là lúc bộ phim bắt đầu quay, Lee Ji-ah phải chịu quá nhiều áp lực, không khỏe trong người nên gương mặt của cô ấy bị sưng phù lên. Cô ấy đã dần trở lại bình thường và người xem có thể thấy được những thần thái tốt nhất của cô ấy.